Mời các bạn tiếp tục theo dõi diễn biến tiểu thuyết Chuyện tình Khao Phai của tác giả Nguyễn Thiết Kỳ. Người ta đưa bà Tộc từ buồng ra, đặt ở giữa gian khách. Một lớp vải trắng phủ kín từ đầu đến chân. Trên mặt bà là một tờ giấy vàng. Miệng bà ngậm một viên đá và mấy miếng bạc cắt ra từ đồng bạc trắng. Người cùng ngậm đá, ngậm bạc với bà chỉ có duy nhất một mình Út. Nhà người ta đông con cháu, có khi phải chuẩn bị cả một đĩa to mới đủ. Út mặc áo trái, chân đi đất, không vấn khăn và bị cấm không được mở miệng ra. Mở miệng thì đá với bạc sẽ rơi ra mất. Nhỡ hồn ma mẹ có hỏi gì mà Út trả lời thì Út sẽ chịu ốm đau liên miên, không có cách nào chữa được. Út không nghĩ được gì, quỳ bên cạnh mẹ, nước mắt cũng không chảy nữa. Miếng bạc ở trong miệng lạnh buốt, càng ngậm càng lạnh. Ai nói gì mặc kệ. Út chỉ muốn được mẹ hỏi một câu gì cũng được. Nếu không thì mẹ hãy trả lời cho Út một câu, tại sao mẹ bỏ đi vào đúng lúc Út cần mẹ nhất. Mẹ trả lời thì Út đi theo mẹ cũng được. Nhưng mẹ vẫn nằm yên ở kia. Người ta đã đặt mẹ vào trong quan tài để thầy mo chuẩn bị làm lễ. Mẹ chỉ mong con lớn, không lớn thì mẹ làm lễ, không cao to thì mẹ thêm hồn, lấy lòng gà lòng vịt làm cầu thang lên trời. Mấy câu hát trong lễ cúng gọi vía năm nào tự dưng ngân lên trong tai Út trở đi trở lại. Không cao to thì mẹ thêm hồn, lấy lòng gà lòng vịt làm cầu thang lên trời. Lấy lòng gà lòng vịt làm cầu thang lên trời. Giờ thì mẹ đã lên trời rồi mà chẳng cần lấy gì làm cầu thang cả. Thầy mo đến. Thầy đi trước, trống đi sau. Cố Sầu và Chỉnh Xiềng đi đón trống. Hai người kéo hai vạt áo che kín trống để đi về nhà, không được cho ánh sáng mặt trời chiếu vào trống. Nếu để mặt trời chiếu vào trống sẽ bay lên trời mất. Người làm đã kịp dựng một cái sàn để treo trống lên sát chỗ mẹ nằm. Thầy mo cầm cái dùi đánh vào chính giữa ngôi sao trên mặt trống. Tiếng trống còn âm vang gấp nhiều lần tiếng tù và. Tù và chỉ để báo cho tổng biết nhà có người vừa đi. Còn trống thì để báo tin lên tận trời. Tất cả tổ tiên ở trên trời, tất cả các vị thần linh đều biết bà Tộc không còn nữa. Mò hát suốt 3 ngày 3 đêm. Hát tiễn mẹ đi cho thanh thản và thay mẹ dặn dò con cháu. Trong những người đến chia buồn, có cả những gia đình đã định xin Út về làm con dâu. Đủ mặt. Người sống có thể đi qua mặt nhau, nhưng người đã chết thì ai ai cũng muốn đến chào một câu, chào cho người chết ra đi yên lòng. Trong các món lễ, có một món to của Cố Sầu, 2 con gà, 1 con lợn con xếp lên lưng 1 con lợn to đã mổ thịt. Thêm 3 con ngựa giấy. Đấy là lễ của con rể đối với mẹ vợ. Theo phong tục của người Ráy, ai cũng nhận ra. Việc Cố Sầu sắp thành con rể tộc trưởng khiến nhiều người ngạc nhiên. Chưa có đời tộc trưởng nào gả con gái cho người hầu. Dù là thân cận đến đâu, dù là yêu quý đến đâu. Rốt cuộc, nó vẫn là người hầu. Một bước cho nó lên tận đỉnh núi, không phải tranh giành với ai. Có cái gì đấy không đúng mấy. Nhưng mà kệ thôi, đâu phải việc nhà mình. Út thì không biết rằng trong nhà đã có món lễ, 2 con lợn thịt, 3 con ngựa giấy. Hơn thế, nó còn là của Cố Sầu. Đám tang to nhất tổng luôn là những đám của nhà tộc trưởng. Dù là con dâu hay con trai đã về làm người nhà tộc trưởng thì sẽ được làm đám tang thật to lúc chết. Nói như thầy mo thì
cứ yên tâm mà chết, thế nào cũng có đám tang to. Thế nào người chết cũng được ra đi an toàn, vui vẻ, nhanh gặp mặt tổ tiên ở tầng trời, không bao giờ có chuyện phải xuống âm phủ hay kiếp sau phải làm động vật. Không ai muốn xuống âm phủ sau khi chết. Âm phủ chật hẹp, đi một bước cũng va vào nhau. Đàn bà phải điệu con ở bắp chân, bao dao phải buộc vào cổ chân. Chả ai muốn xuống. Cả tổng đưa tiễn bà tộc ra rừng. Đoàn người đi dọc bờ sông, đi xuyên qua những cánh đồng đang bỏ không. Mặt ruộng có những vết nứt chằng chịt. Những gốc lúa đã cắt bạc trắng sẽ phải chôn mình ở đấy suốt mùa đông tới, đến tận lễ róng pọc mới được những mũi cầy đào lên. Con đường mòn này là nơi bà tộc thường tha thẩn đi một mình khi đang mang thai út trong bụng. Người hầu cũng không cho đi theo. Cứ dọc theo con đường mòn ấy nửa ngày thì sẽ về đến nhà bố mẹ đẻ. Bố mẹ không còn, ông bà ngoại cũng không còn. Vợ chồng, em trai và các con đang sống trong ngôi nhà tổ tiên để lại. Người về đấy nhiều nhất lại không phải là bà mà là út. Út thích về nhà cậu chơi với các em trai. Ba đứa gần ngang tuổi nhau, chơi gì cũng vui, không ai quát mắng, không ai càu nhàu. Bà tộc đi dọc sông suốt mùa hè, mỗi ngày cái bụng lại to thêm một ít, bước chân đi nặng nề hơn một ít. Nước sông mùa hè đục ngầu chảy cuồn cuộn dữ dội trong những ngày mưa kéo dài, cuốn theo những cái cây lớn còn nguyên cả cành lá. Đôi khi là một con mèo ướt lướt thướt bám chặt lấy một cành cây và khóc meo meo một cách tuyệt vọng. Bà đi hết mùa hè, hết mùa thu, đến khi những hạt sương muối bắt đầu rơi xuống và làm tàn úa đi những lùm cây bụi, thì bà sinh con gái. Bà tộc luôn nhớ nhà, nhớ những ngày còn bé ở với bố mẹ, em trai, nhớ ông bà ngoại. Càng già càng buồn, càng yếu ớt thì càng hay nhớ. Nhưng kể từ khi ốm, đến khi từ bỏ cuộc đời, suốt gần một năm trời, bà không có lần nào quay về được. Quan tài tám người khiêng, đi như trôi, giữa dòng người dài rằng rặc. Nhà vắng đi một người, mà như vắng hết tất cả. Không ai nói gì với ai, cơm mang ra lại cất đi. Chó im lặng, nằm bẹp dưới chân cầu thang. Trâu, bò, dê, ngựa ngủ gật bên máng cỏ. Tất cả mọi thứ như dừng lại, kể cả trời đất, gió, nắng. Là tộc trưởng cảm thấy thế khi ông ngồi tựa lưng vào lan can ngoài hiên nhà. Cái tàu dài đỏ rực suốt cả ngày. Út ngồi bên trong vách, nhìn ra ngoài ô cửa sổ chếch với cửa ra vào một tí nên không đối diện với bố. Bây giờ hỏi út có giận bố không? Út không trả lời được. Má bố đã hõm sâu vào, cằm nhô ra, mắt cũng trũng xuống. Cả lưng cũng gù đi. Thỉnh thoảng, út nhìn bố xuyên qua làn khói thuốc mờ mờ xanh xanh mà bố phả ra. Út với bố, ai buồn hơn ai? Hay là hai nỗi buồn này cộng lại thì có thể kéo cả bầu trời rơi xuống? Chưa bao giờ út thấy bố mẹ nói chuyện gì vui hay là thấy họ cười với nhau. Họ có thể cười với út, nhưng với nhau thì không bao giờ. Có cái gì như một bức vách vừa dày vừa kín vừa tối chen vào giữa hai người lớn ấy, út không hiểu được. Có lần út hỏi mẹ vì sao lúc nào trông mẹ cũng buồn, vì sao không bao giờ thấy bố mẹ cười với nhau. Mẹ nói người lớn ai cũng thế, khó vui lắm út ạ. Người lớn khó vui, có lẽ thế thật. Giờ út cũng lớn rồi, út cũng thấy khó quá. Chẳng có gì để vui nếu như không định nói rằng ngày nào cũng gặp những chuyện buồn. Nếu mà cứ như thế này thì thà rằng làm mãi một đứa trẻ còn hơn. Trên ban thờ, hương cháy đỏ suốt ngày đêm, khói bay khắp nhà. Không biết hồn mẹ đã rời đi chưa, hay vẫn ở đâu đây? Chắc mẹ không nỡ muốn xa đứa con gái bé bỏng đang đau buồn bao chuyện. Cả chuyện mẹ ra đi đột ngột nữa.
thầy Mo đã cúng để hồn có thể rời đi nhẹ nhõm thanh thản, không còn lưu luyến gì nữa. Nhưng không hiểu sao, Út luôn cảm thấy mẹ vẫn còn ở đây, lẫn trong những khói hương kia, trong những đồ vật thân thương kia, và nhìn xem Út đang thế nào. Út nhớ mẹ quá, nước mắt tự dưng chảy ra. Út muốn được mẹ ôm, được ngủ chung với mẹ, được ngửi mùi lá cây nhuộm vải thơm lừng trên áo mẹ, ngửi mùi hạt mùi cháy ướp đầy trên tóc mẹ. Út đứng dậy, đi ra hiên, ngồi xuống cạnh bố. Bố đặt cái tàu xuống sàn nhà, giang cánh tay rộng ra, cho Út chui vào. Út thấy những cái xương to của bố gồ lên chạm vào lưng mình, tay mình, má mình. Nhớ mẹ quá bố ạ. Bố ừ khẽ. Bố có nhớ mẹ không? Út hỏi rất khẽ. Út sợ bố nói không hoặc là bố im lặng. Nhưng bố nói có. Tiếng bố nhẹ như thể gió chỉ tạt qua cũng bay đi mất. Thế bố có nghĩ mẹ thấy vui khi đi xa không? Bố siết nhẹ Út vào cánh tay. Con nghĩ thế à? Út gật đầu. Út nhớ nụ cười mỉm của mẹ khi mẹ đã nhắm mắt. Nụ cười hồng hào như một bông hoa đào sắp bung ra. Không có mẹ, Út chỉ còn một người thân duy nhất trên đời là bố. Lúc này Út nghĩ mình sẽ không làm gì để bố buồn nữa. Út buồn hết cũng được. Không để bố buồn nữa. Mẹ đã buồn suốt tuổi thơ của Út rồi. Thực lòng là Út đã nghĩ như thế. Ngày mai Út sẽ về nhà chồng. Nhưng ở bên cạnh Út không rời nửa bước. Nhưng sợ Út mệt, không đủ sức làm những gì định làm. Út ngồi trên giường, hai chân buông xuống dưới sàn, mắt nhìn qua ô cửa sổ nhỏ. Giờ thì bố đã cho người làm mở cửa ra cho Út. Khi bố hỏi Út có đồng ý lấy Cố Sầu không, Út gật đầu luôn, không cãi câu nào. Bố ngạc nhiên hỏi đi hỏi lại, Út vẫn gật đầu. Chỉ có Út hiểu tại sao Út lại gật đầu dễ dàng đến thế. Cái cửa sổ mở ra khu vườn, ngoài ấy những luống cải đang bắt đầu ra hoa. Mùa đông đến rồi, chẳng mấy chốc những cây lê cổ thụ kia sẽ rụng hết sạch lá. Chúng rụng lá để đợi mùa xuân đến, đẩy ra những cái mầm xanh và nở hoa đầy cành nữa. Lại Nhinh lúi húi xếp quần áo đồ dùng, vừa xếp vừa dặn, gương em để đây, lược em để đây, quần áo ngoài, quần áo trong chỗ này, khăn ở chỗ này. Nhìn cứ nói, còn Út vẫn im lặng. Trên cái xào dài, bắc qua hai bức vách, treo bộ quần áo cô dâu và tấm khăn trùm đầu màu đỏ. Cô dâu nào cũng phải trùm tấm khăn đỏ ấy lên đầu từ lúc bước ra khỏi cửa buồng đến lúc về tận nhà chồng mới được mở ra. Đã lâu lắm rồi, Út không ra khỏi nhà, cần mua gì đều sai Lại Nhinh đi. Tộc trưởng vẫn chưa yên tâm cho dù Út cả ngày ngồi trong buồng. Chiếc khăn đỏ này là do bà thím dệt cho Út. Bà còn thêu trên ấy những bông cúc nhỏ li ti cũng bằng chỉ đỏ. Tấm khăn to, vuông, phẳng phiu, đỏ rực. Màu đỏ khăn trùm đầu sẽ khiến cho cô dâu nổi bật trong đám cưới, ai ai cũng có thể nhận ra. Cô dâu đi đến đâu như là có đốm lửa cháy lên ở đấy. Lại Nhinh đã xếp đồ xong, lấy tấm khăn xuống, thử chùm vào đầu mình, xong đứng thù lù trước mặt Út. Út bật cười thành tiếng. Nhinh bỏ khăn ra, mặt tươi hẳn lên. Lâu lắm mới nghe thấy tiếng Út cười, vui quá. Út nhìn Lại Nhinh đầy thương mến. Rồi cũng đến lúc em đội cái khăn của em thôi. Nhinh đỏ mặt, mím môi cười. Út hỏi khẽ. Trình Xiềng về hỏi bố mẹ nó chưa? Nhinh lắc đầu, em không biết. Ôi, việc của mình mà, phải hỏi chứ. Nhinh lý nhí đáp,
ngại lắm. Út buồn buồn. Lúc Nhinh đi lấy chồng, không biết chị đã ở đâu rồi. Út thở dài, Nhinh cũng thở dài. Nhinh đã biết thở dài theo Út từ lúc nào rồi không biết nữa. Cả đêm hai chị em không ngủ, các bà thím bà bác đi ra đi vào, hỏi han đủ thứ, dặn dò đủ thứ. Gần sáng, Út bảo Nhinh đóng cửa để thay quần áo. Đôi giày vải màu xanh, thêu hoa đào đặt ở cửa buồng. Đôi giày ấy, cô dâu sẽ dùng để đi đường. Khi nào đến nhà chồng thì các bà thím phải giấu đôi giày ấy đi. Cô dâu chỉ được đi chân đất lên nhà chồng. Đôi giày cô dâu phải mang về nhà mẹ đẻ. Trời còn chưa sáng, nhà trai đã đến. Cô dâu phải có mặt ở nhà chồng lúc sáng sớm, nên lễ đón dâu thường diễn ra từ nửa đêm. Ai vui, ai buồn không biết. Chỉ biết có đám cưới là lũ thanh niên trai gái thi nhau hát hò rộn ràng vui vẻ, rượu rót tràn các chén. Lũ thanh niên nhà trai phải uống hết một dãy mấy chục bát rượu xếp đầy mặt bàn ngay ở đầu ngõ. Bà mối lại phải mang phong bao lì xì đến mừng tuổi hết lượt. Vẫn chưa xong, uống rượu rồi, lì xì rồi, còn phải hát nữa. Hát đến khi nào nhà gái cho vào mới được vào. Vui quá, đám cưới nào chả vui chứ nhỉ? Bọn thanh niên đùn đẩy nhau, nói cười chí chóe. Cô dâu mặc quần áo mới, trùm khăn đỏ, đi ra khỏi buồng. Cố Sầu nhìn thấy người sắp thành vợ mình thì vui quá, không nói được, chân tay run, miệng cũng run. Cô dâu đeo một cái gương trước ngực, một cái túi nhỏ đựng hành tỏi và còn ôm theo một con gà trống nữa. Con gà trống của Út hình như còn đang buồn ngủ nên cứ gật gà gật gù, kêu không kêu, dãy không dãy. Út sẽ phải mang đủ bằng ấy thứ suốt trên đường về nhà chồng. Cái gương, các bà thím bảo, để đuổi tà ma trên đường. Hành tỏi, để có nhiều con cái. Con gà thì để dẫn đường. Biết đường sang nhà chồng làm dâu, cũng biết đường quay về thăm cha mẹ đẻ. Như Út thì, chỉ vài ngày là về với bố thôi. Cố Sầu cũng theo về ở rể luôn. Cô dâu đi ra đến cửa, còn bị bao nhiêu bà cô, bà thím, các chị em họ ôm chặt lấy. Nhà trai phải cử người vào giằng co, bên thì giữ, bên thì giằng. Cô dâu chỉ sợ khăn trùm đầu rơi ra mất, nên hai tay giữ khư khư bốn góc. Nhà gái phải giữ cô dâu, nhưng giữ lòng thôi, chứ nhỡ nhà trai không đón nữa thì gay lắm. Các bà già hay dặn lũ con cháu như thế, mà nhà trai thì được dặn là đừng có mạnh tay quá, rách áo rách quần thì xui xẻo cả hai bên. Cuối cùng thì cô dâu cũng được đón ra khỏi nhà. Nhà chú rể hơi xa, nên để cô dâu đỡ mỏi chân thì một con ngựa đã được chuẩn bị sẵn. Lũ cháu gái họ hàng bên nhà trai đã tỉ mẩn tết bờm ngựa thành những bím tóc lẫn với những dải vải xanh đỏ vàng. Yên ngựa cũng được phủ vải đỏ. Con ngựa hình như rất vui vẻ với việc được trang trí như cô dâu, chốc chốc lại hí lên khe khẽ. Đoàn đón dâu dài ngoằng, đi đến tận đầu lối rẽ vào tổng, vẫn chưa hết cái đuôi. Cô dâu ngồi yên trên lưng ngựa, chú rể đi bên cạnh cầm dây cương. Chốc chốc chú rể lại hỏi một câu, mệt không, đói không, đêm qua ngủ được không? Cô dâu im lặng, chẳng nói câu nào. Ừ thôi, nói thì nói, chả nói cũng chả sao. Đằng nào cũng phải làm vợ thằng Cố Sầu này thôi mà. Cố Sầu vui lắm, mặt mũi hớn hở như là trẻ con, lại còn vênh lên nữa. Chả vênh mà được à, được làm rể tộc trưởng. Rồi thì, nghĩ đến lúc được ngồi lên ghế tộc trưởng, hắn thấy như ngạt thở. Bọn thanh niên trai gái vẫn vừa đi vừa hát. Đứa trai nào cũng ước có một đám cưới to như thế, đón được một cô dâu đẹp như thế, nhà giàu như thế về làm vợ mình. Cứ ước thôi, có ai cấm đâu.
nhà Cố Sầu đã ở ngay trước mặt. Nhà trai đã để sẵn một cái thang ba bậc phủ vải đỏ ở cửa để hai vợ chồng dắt nhau bước qua đấy vào nhà làm lễ trước bàn thờ gia tiên. Cố Sầu buộc ngựa vào gốc cây ngay ngoài cổng, đỡ cô dâu xuống định dắt vào nhà. Nhưng cô dâu đột nhiên dừng lại ngay trước khi bước qua cánh cổng, đứng lại, không đi nữa. Cả nhà trai lẫn nhà gái đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bà thím chạy lên, ghé sát miệng hỏi, chuyện gì thế, có chuyện gì thế? Cố Sầu hơi nhăn mặt, bố mẹ đang đứng chờ ở trong nhà kia. Mẹ Cố Sầu chỉ chờ con dâu làm lễ xong thì dẫn đi xem các buồng để biết đây là nhà mình. Cố Sầu cầm tay cô dâu định kéo đi, nhưng cô dâu giằng lại. Vợ à, vợ làm sao thế? Cố Sầu đã tự nhiên gọi vợ, như thể Út đã là vợ của hắn từ cả năm nay rồi. Nhưng vợ hắn vẫn im lặng. Cố Sầu không nhịn được, kéo tấm vải trùm đầu ra định hỏi cho rõ. Mấy bà già kêu lên nhưng không kịp. Tấm vải đã tuột ra khỏi đầu cô dâu. Tất cả đều đứng như bị chôn chặt xuống đất. Tất cả, nhà trai nhà gái, người già người trẻ. Cô dâu mà Cố Sầu vừa đón về kia không phải là Út, là Nhinh. Cố Sầu hét lên, tiếng hét của hắn như thể làm tan cả mây trên bầu trời. Là Nhinh im lặng, thì chả im lặng, biết nói gì bây giờ. Út đã trèo qua cửa sổ, hẳn là thế rồi. Trong lúc cả nhà còn mải đón cô dâu ra trao cho nhà trai, thì Út đã leo ra khỏi cửa sổ. Bà đã đứng đợi đằng Út ở bên kia suối, đối diện với gốc cây sung to đùng rậm rạp cành lá. Út chỉ mang theo một cái túi vải, bên trong đựng mấy bộ quần áo. Bà nhìn thấy Út, mắt sáng rực lên như hai đốm lửa. Trời vẫn còn tối lắm, phải nhìn vào lối mòn trăng trắng mà đi, chứ không dám đốt đuốc. Bà đi trước, Út theo sau. Trong lòng Út có một con chim đã mọc đủ lông đủ cánh và nó đang đập những nhịp vội vàng cuống quýt. Họ bỏ lối mòn và đi vào rừng, đi qua những nương ngô, qua những nương đậu tương, đi qua những cánh rừng già đầy cây cổ thụ, đi qua những mép vực sâu thăm thẳm, tối đen. Bà đã chuẩn bị cho việc này từ 2 tháng nay rồi. Bà đã đi đi về về không biết bao nhiêu lần, nên giờ có nhắm mắt lại, bà vẫn có thể dắt Út đi tới đúng cái nơi định đến. Họ đi đến tận lúc mặt trời lên đỉnh đầu thì tới nơi. Từ đây, chỉ đi một lúc là tới biên giới. Lưng chừng núi, cách xa đường mòn và ở giữa một mảnh nương mà những hốc ngô đang bắt đầu lên xanh, có một căn nhà nhỏ như lều canh nương, sàn gỗ, vách nứa, mái lợp cỏ tranh, cầu thang lên nhà có 3 bậc. Từ đây nhìn về phía nam chỉ thấy một màu xanh của rừng, những triền núi dựng như tường thành, những khe nước sâu và một dòng sông đi ra từ đáy những ngọn núi. Trước nhà có một mảnh vườn nhỏ, bên trong trồng mấy gốc bí, 2 luống rau cải, 1 bụi gừng, 1 cây ớt xanh. Mảnh vườn được rào kín, không cho gà mẹ dẫn lũ gà con đi vào. Còn có 1 con chó, lông đen óng như than nghiến, và 2 con ngan nữa. Đấy là những gì ba chuẩn bị để đón nàng Út đến ở cùng. Ba xách nước lên lều cho Út. Út ngồi bên bếp lửa đang tí tách reo, má đỏ hồng như má em bé. Út dường như vẫn chưa tin nổi là mình đã thoát khỏi đám cưới như một trò trẻ con. Không biết ở nhà bây giờ ra sao, bố sẽ nói như thế nào với nhà trai. Là Nhinh nữa, bị phát hiện chỉ là người đóng giả cô dâu thì người ta sẽ làm gì Nhinh? Ôi Nhinh ơi, thương em quá đi. Tất tật cái gì cũng vì Út, kể cả mạng sống.
Ba nhìn nồi cơm đang sôi trào, kêu khẽ, kìa cơm sôi. Út luống cuống rút bớt lửa. Út ít khi phải làm việc nhà, vì nhà rất đông người hầu. Út chỉ đi qua đi lại, xem cho biết thôi. Nhưng út giỏi thêu thùa may vá, giỏi vì thích. Cái gì thích sẽ giỏi vậy thôi. Ba vần nồi cơm nhỏ xuống cạnh bếp, gắp mấy viên than đỏ, đặt lên trên vung. Bác lên bếp một cái nồi nữa để nấu canh. Trong nồi đã có măng. Bữa đầu tiên ăn cơm với nhau, ba sẽ cho út ăn canh măng nấu với mấy con nhái. Nước sôi, nồi canh tỏa ra mùi thơm. Ba thả vào nồi mấy con nhái đã làm sạch. Lũ bọn chúng co chân vào và ôm lấy những ngọn măng rang nhỏ tí. Măng rang ngon nhất trong các loại măng, mà đi lấy cũng khó, phải chui vào những bụi dày để bẻ ngọn măng, mà chúng lại bé, đi cả ngày có khi mới được một bữa. Hai người ngồi ăn cơm bên bếp, ba gắp cho út một con nhái. Ăn thử đi, nhà nghèo mới có món này đấy, người giàu không được ăn đâu. Út mỉm cười, bây giờ trở đi chỉ có người nghèo thôi, đã nghèo lại còn ở với nhau. Ba nhìn út, nén tiếng thở dài. Chỉ sợ em không quen chịu khổ thôi út à. Miệng cơm tự dưng nghẹn trong miệng ba, nhưng út đã nói, khổ mà có anh thì bao nhiêu em cũng chịu được. Ba gật đầu nói khẽ, ừ, mình cùng cố nhé.